Cháu Trình xin chào quý bác, quý chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, hôm nay cháu Trình có lên trên nhà của em Hưng và hiện tại đang là buổi chiều. Thì công việc của buổi chiều ngày hôm nay là các anh thợ sẽ lợp mái, quý bác nhé, lợp mái tôn pro. Sáng ngày hôm nay thì em Hưng có đi lấy mấy cái kèo bằng sắt lên rồi, mấy cái thanh sắt lên để làm kèo, các bác nhé. Hiện tại thì anh trưởng với cả em Hưng là đang hàn rồi. Cháu Trình sẽ lên trên này để quay ở góc cảnh để sẽ lấy hết những cái bối cảnh các bác nhé. Tôn thì cũng đã mua lên hết rồi. Đấy. À mấy cái thanh đấy là sẽ làm chìm hết các bác nhé, chìm xuống để khi mà lập lên là nó sẽ không bị hở. À nãy là lại phải đi bổ sung thêm 2 cây đấy nhà Hưng nhờ. À bổ sung thêm 2 cây chứ sáng nay là em mới chỉ lấy 3 cây ngang thôi, còn 2 cây dọc thì thiếu. Đấy, không có 2 cây dọc là khi mà lập tôn lên là nó sẽ bị trùng xuống ngay các bác, tại vì nặng quá. Như này thì quá chắc rồi. Làm thành 2 cây ở giữa này để giữ thì bây giờ là nó quá chắc rồi các bác. Em Hưng với anh trưởng là anh em mà tự hàn, Hưng là cũng biết hàn đấy. Hàn xì như này thì tối về là rất là đau mắt luôn. Hôm nay thì đội thợ là chỉ có anh Cương với anh trưởng với cả chị vợ của anh trưởng thôi các bác nhé, ba người. Em Hưng thì cũng định đi về nhà để đi cày ấy, nhưng mà sợ là đội thợ nếu mà Hưng đi thì anh Cương với anh trưởng là hai người làm không được, cho nên là cho em Hưng ở đây để phụ. Đấy, trước Hưng định lấy gỗ về làm thì để mà xẻ được mấy cái thanh gỗ mà thẳng này rất là khó luôn các bác nhé, thẳng với cả chiều dài. Khi mà dùng mà gỗ thì nó sẽ không đều như này đâu, không đều đâu, nó sẽ có chỗ cao chỗ thấp, chỗ lồi chỗ lõm. Nên là may mắn là lại chuyển đổi sang thành mấy cây sắt này, vừa là rẻ vừa chắc. Chúng cháu lúc đầu tính là sợ là kinh phí không đủ, với cả là muốn tiết kiệm ấy, thì định làm mấy cái cây xà bằng gỗ, nhưng mà tính lại thì làm bằng gỗ là đắt hơn cả mua cái cây này cơ các bác. Cây này thì em Hưng mua có hết đi hơn 400 thôi. Đáp vừa vào đâu đấy Hưng? Đáp vào đâu? À Hưng đáp vừa vào đấy để cho nó cao lên, để chỗ em ấy đang đứng ấy các bác, để che hết cái chỗ hở đấy. Xong là bắt đầu lập. Lập thì cũng nhanh thôi. Ui không đo cái chiều dài tí, sợ là tấm tôn nó không đến nha Hưng nhá. Đo chưa? Ừ. Đo cái chiều dài từ thanh trên kia xuống chỗ em ấy, tí lại không chạm nhau thì nhìn là thấy hơi rộng đấy. Đặt luôn Hưng ơi. Hưng ơi, cái chỗ đấy không cần vế đâu. Nó tôn nó còn xuống nhiều mà. Ờ. Tôn nó xuống nhiều, nó không hở đâu. Đấy bây giờ thử lấy tôn lên đo xem nào. Không vừa là tí phải tháo ra đấy. Hôm nay là nắng cả ngày luôn các bác. Hiện tại thì mặt trời cũng gần lặn rồi. Mặt trời rất là nắng luôn. Rất oi. Thời tiết mùa này thì bắt đầu mưa nhiều rồi. Vào cái mùa này ấy,
Khi mà mưa nhiều các bác, có hôm nào nắng là rất là nắng gắt luôn. Đấy, có hai người ở phía dưới để nhấc lên, hai người ở phía trên để đón lấy. Cẩn thận nhá, hai người là phải làm rất là đều tay đấy. Đâu, đặt lên trên chỗ của anh trưởng xem nào. Xem là có đủ chiều dài không? Đấy là bằng cái tấm pro này thì cũng đẹp quá bác. Vừa chạm đầu đấy là được rồi, không cần phải thò ra quá đâu. Được rồi đấy, đấy. Có cái súng bắn không? Ô, đây đóng đinh à? Có được không đây? Cái đinh đấy là đinh hay gì? Đinh vít à? Ui, nếu mà đóng cái đinh đấy thì sợ mưa là nó dột á. À, gì đứng ở trên là cẩn thận đấy. Cái tấm tôn pro này là hàng trung bình ấy các bác, chứ không phải là hàng quá là cao đâu. Không phải là tấm lập đông anh nó mới chắc loại đấy. Dứt điểm chuẩn, phải chuẩn nhá, không là đập một phát là nó thủ ngay. Đúng rồi, phải có người chống cây lên giữ chắc vào rồi đấy. À, tính ra là đóng như thế này cũng được, cũng chắc. Ở đấy thì không cần phải kịch tường, trên này cũng được. Tại vì là trên này nó thò ra che rất là nhiều này. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đóng đi. Đi ngắn quá à. Thế ông mất thức tấu rồi mà đi thì bỏ hả? Tấu có đây ít mà đi. Đi ngắn. Chỗ đây là nó không có xà, không có cái để chống ấy, cho nên là khó chạm.
đứng ở trên này là đi lại rất khó luôn các bác. Đây, đây ở Trinh đứng ở đây là không dám di chuyển luôn, dám đứng ở chỗ này thôi. Đấy, đứng là phải cẩn thận nhé, hả đế. Nào, hai bạn. Không có hai cái búa à anh trưởng? Đấy, đóng như này nguy hiểm quá. Có cái máy bắn thì đỡ hơn. Giữ đấy, lúc đang đóng là phải giữ, không nó lại tuột xuống. Đấy, may mắn là vừa đủ người đấy. Phải hai người trên, hai người dưới. Rồi, kì coi ạ. Không có gì. Cho đồng cái số. Không đủ à Hưng, hay là không có gì? Đây đây thì không có cây kéo cả. Ừ. Đấy, ở đầu này là cứ đẩy cho nó kịch tường này, mới không hở. Thưa bác là hôm nay giáo trình lên có cầm danh sách lên ở những cái khoản mà quý bác anh chị gửi đến hỗ trợ cho em Hưng cô bác. Đây là toàn bộ những cái khoản mà quý bác quý mạnh thực quân gửi từ trước đến giờ bên kênh của cháu Trinh, cũng như là cộng của cả kênh của anh Minh Khương Hòa. Thì cháu Trinh sẽ thông qua một chút về kênh của cháu Trinh của bác nhé. Về những cái khoản đầu tiên thì cháu Trinh cũng đã thông qua rồi. Những cái khoản mới thì hiện tại cháu Trinh đang có những cái khoản mới như là cô Điệp ở Bắc Cạn 250.000 này, cô Hiếu Lê ở nước ngoài là 5.023.000 này, Nguyễn Thanh Hoa là 10.000.000 này, cô giấu tên ở Hậu Giang là 650.000 này, cô Thủy Hải Phòng là 1.000.000 này, Nguyễn Thanh Hoa gửi lần hai là 3.000.000, Lê Thị Hạnh là 1.000.000, Nguyễn Thanh Hoa gửi lần thứ ba
15 triệu các bác nhé. Nguyễn Thanh Hoa thì cô gửi được hình như là cũng phải đến 4 lần rồi các bác. Cháu chơi nhìn qua là thấy được 4 lần này. Cô Nguyễn Thanh Hoa lần đầu là cô gửi 5 triệu này. Rồi lần 2 là gửi 10 triệu. Lần 3 là gửi 3 triệu. Và lần gần đây nhất là 15 triệu. Đấy thì sẽ lại có thêm kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà cho em Hưng rồi các bác. Đấy, cô Hoa là gửi rất là nhiều luôn các bác ạ. Cháu Trinh sẽ thông qua xem là còn dư bao nhiêu các bác nhé. Để sẽ tính kinh phí xem là có đủ để làm cửa với cả đồ cái sân ngoài không. Về những cái khoản mà chi tiêu mua vật liệu ấy, thì cháu Trinh cũng đã chi tiêu và đã tính hết rồi. Còn có tiền là tiền tôn các bác, tiền tôn là cháu Trinh chưa thông qua, là ngày mùng 7 tháng 6 2024 thì cháu Trinh có tiền cước chở tôn xốp này 1 triệu các bác nhé, tiền cước 2 xe cắt xây nữa là 1 triệu 2, và 1 xe là 1 triệu 2, 2 xe là 2 triệu 400 nghìn. Về tôn xốp thì có tôn xốp này, ốp sườn với cả hộp mạ đấy, thì tổng hết là 17.360.500 đồng của bác nhé. Thì cháu Trinh sẽ thông qua về những cái khoản chi tiêu và tổng nhận đến thời điểm hiện tại là nhận được bên kênh của cháu Trinh là 158.653.000 đấy. Thì những cái khoản này là cháu Trinh tổng hết tất tần tật cháu Trinh đã nhận được và đã trừ đi những cái khoản chi tiêu ở nhà cũ, mua những cái đồ dùng với cả là giả nợ, thì cộng với cả kênh của anh Minh Khương 114.472.000. Thì tổng nhận được của em Hưng hai kênh của cháu Trinh với cả anh Khương là thành 273.128.000. Đấy. Trả nợ, chi tiêu cuộc sống hàng ngày và tiền vật liệu, tiền múc đất là 231.560.000. Thì còn dư là 41.568.000. Cộng với một khoản mà cháu Trinh vừa mới nhận được gần đây là cô Nguyễn Thanh Hoa là 15 triệu. Thì 41 cộng 15 sẽ thành 56 triệu 568 nghìn các bác nhé. Là còn dư 56 triệu 568 nghìn. Thì cái số tiền này sẽ đủ để làm cửa với cả làm sân ngoài các bác nhé. Về phía của anh Quyền thì khả năng là vẫn còn có mấy khoản nữa. Đây, cũng rất là vui các bác ạ, khả năng là đủ rồi. Về những cái khoản chi tiêu thì bây giờ là cũng ít rồi. Cái nhiều ấy là cửa thôi. Về cái bộ cửa thì sáng nay cho anh cơ khí lên đo ấy, là tổng hết tất là tật thì khả năng là tầm 30 triệu, 31 triệu đổ lại các bác. Đây. Hôm nay thì cháu Trinh lên cũng lên để quan sát và cập nhật tiến độ của đội thợ làm. Thì đến ngày hôm nay nữa là làm xong cái nhà bếp của bác nhé. Hiện tại thì anh trưởng đang đi lấy máy khoan về để bán nốt. Hôm nay cháu Trinh có cầm lên một gói hạt óc chó lên cho đội thợ đây các bác. Hạt óc chó nếp Hà Giang ấy. Đây. Cháu Trinh có ghi tem mác ở đây này. Nếu các anh chị mà không biết cách sử dụng thì có thể là xem cái tem mác. Đây là hạt óc chó nếp Hà Giang các bác nhé. Đây có tem logo của kênh của cháu Trinh là hoa cải vàng. Đấy. Hạt óc chó nếp ở Hà Giang nói riêng và hạt óc chó nói chung thì có công dụng là giúp tốt cho thai bầu này. Rồi tăng cường sinh lý ở nam giới và bảo vệ tim mạch và cải thiện bệnh tiểu đường này, phòng ngừa ung thư và ngăn ngừa sỏi mật, trị táo bón các bác, giảm cân và ngăn ngừa lão hóa. Đấy, cách dùng thì quý bác anh chị có thể là dùng làm sữa óc chó. Quý bác anh chị bỏ trực tiếp vào xong là xay lên. Đấy, bỏ vào máy xay xay đã thành sữa, uống rất là ngon.
với cả nấu cháo óc chó. Cháo óc chó thì quý bác anh chị chỉ cần cho một ít thôi, tầm 2 hạt để vào. Đấy, là sẽ rất là thơm các bác nhé, để trộn với cả cơm ấy. Thứ ba là có thể rang lên, đấy, thứ tư là có thể làm kẹo óc chó này, dầu óc chó này, óc chó rang muối này. Đấy, có rất là nhiều cách để sử dụng. Đấy. Và ở đây thì là mật ong khoái các bác. Đây có một chai mật ong khoái rừng. Đấy, bọt này các bác. Khi mà quá trình vận chuyển ấy thì sẽ có bọt. Nhiều tổ ấy là quá trình để lâu thì nó sẽ không tạo ra nhiều bọt, thì quý bác anh chị khi mà mua về ấy là lại nghĩ rằng là cái mật đấy không phải mật chuẩn. Đấy. Bọt thì sẽ có nhưng mà nó sẽ, nếu mà để lâu là nó sẽ ít đi các bác, với cả có tùy từng tổ ấy. Lại tháo cái tấm đấy ra hả Hưng? Cái máy tháo ra được không? Em bảo là tháo ra thì chắc tháo ra được nhỉ? Ừ, tháo ra được mà. Cái máy, Có máy nhổ mà. máy đấy nhổ tháo ra. Nấy đóng bằng cái búa các bác là nó không được, không an toàn mấy. Đóng vào là sợ đập vào cái tấm tôn là nó sẽ bị thủng ấy, như tấm này này bị thủng một lỗ, xong là phải đi lấy máy về để đóng. Đấy, rút ra được nhỉ? Anh cô ơi, xuống dưới này đấu em ơi. Yo, mà ông chưa bị chẹt tao đi bao? Không, nghĩa là cái tấm dưới này mà. Tấm dưới này này, Tấm bên dưới đỡ này. ở đây luôn để cho xuống. Đây đấy. Đấy, định lấy cái vỏ chai này để che vào. Đằng nào cái dư tống chứ này. Dư à? Dư một tấm à? May đấy nhỉ. May còn dư một tấm này. Anh Cương là mấy hôm nay chưa hát bài nào ấy nhỉ? Hôm nay lên chả hát cho mấy anh em nghe bài nào cả. Em cũng ở đây, có nơi này sống chảy. Anh Trường thì không có máy quay lại hát được, mà có máy quay vào lại không hát được nhỉ? Đấy. Thế đóng bằng máy còn khó hơn cả đóng đinh à Hưng? Đóng bằng búa. Máy này nó bị sao ấy, thì em thử mới cho. Máy này không máy được. Phải lấy đóng hẳn xuống cho nó ăn đã. À, ăn xong mới đóng. Đấy, mới bắn. Đấy. Rồi, rồi, rồi. Anh làm còn chú miêu mẹo hết đấy chú ạ. Bên này cơ mà. Đứng ở trên này nguy hiểm quá đấy. Để cho nó dính vào đó. Để bắn nó mới vào. Khả năng là như thế. Trượt rồi. Không trượt à? Vẫn chuẩn à? Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục nào. Rồi, nửa luôn mà anh trượt. Bắn nửa luôn mà. Kỳ lắm. Này, đi đi đây. Ốp, vào vào, giá lên chuẩn rồi. Nhanh lên, nhanh lên, mỏi tay. Một mình cũng đỡ được à? Hai cho hai tấm đó, bây giờ nhìn nó. Hai tấm đó, hai tấm xong đóng một thể. Ở trên là đóng sau cũng được mà. Không, nhưng mà mình tiện đi. Qua đây mình chỉ. Cho kinh lên, cho kinh lên. Đây. Kinh máy. Đấy, đấy, bực hết. Nguy hiểm quá, cái tấm tôn này sợ dẫm lên trên nó vỡ. Nặng nặng thì cũng nhắm được rồi nhá. Em cũng nặng phết đấy. Trường là có năm mấy cân? Anh em có 51 cân. 51 á? Ôi giời.
nhẹ. Đấy, chuẩn rồi đấy. Đấy, công việc của buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ lợp hết cái mái tôn này. Xong là để xe tối rồi đấy cô bác ạ. Ngày mai lên là sẽ có một cái diện bảo mới rồi. Và hiện tại thì cũng đã 5 giờ rồi cô bác, gần 6 giờ rồi. Các anh thợ sẽ cố gắng làm để cho xong. Mai tổng kết á? Vâng. Tổng kết đội thợ à? Tổng kết ăn uống hay là tổng kết làm cho xong? Mai là anh xong rồi. À, mai bắt đầu làm công trường cuối ngày mai luôn. À, mai sẽ là ngày cuối cùng mà anh trưởng làm ở đây các bác nhé. Anh ấy sẽ tổng kết làm cho xong luôn. Làm ruộng đấy. Ừ, bây giờ thì bắt đầu đến mùa làm ruộng rồi. Làm nhanh để còn về nhà làm ruộng. Đang là cháu Trinh sẽ không ở đây và chia sẻ được đến khi mà các anh thợ làm xong rồi các bác. Bây giờ thì cũng tối rồi, cháu Trinh sẽ di chuyển đi về trước. Ngày mai cháu Trinh lên sẽ lại thì sẽ lại tiếp tục cập nhật cái tiến độ và xem cái quá trình hoàn thiện các bác nhé. Còn bây giờ thì cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng cháu Trinh để trao tình cảm, tình yêu thương đến những em nhỏ, những hoàn cảnh trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào mừng quý bác anh chị và tất cả mọi người đã đến với gian hàng thuyền nguyện của Hoa Cải Vàng. Cô bác mến, hôm nay thì cháu Trình lại tiếp tục giới thiệu đến cho toàn thể quý bác anh chị những đặc sản, nông sản ở trên vùng cao. Lời đầu tiên thì cháu Trình xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý bác anh chị đã luôn quan tâm và đồng hành cùng cháu Trình qua suốt thời gian qua. Và cháu Trình cũng chia sẻ những hoàn cảnh ở trên vùng cao thì chủ yếu là có những cô bác lớn tuổi là đồng hành và xem kênh là nhiều. Đấy thì cháu Trinh cũng thấm hiểu được là khi mà về già ấy thì thường có những căn bệnh của người già như là đau lưng này, đau xương này, huyết áp cao, cho nên là cháu Trinh cũng luôn tìm hiểu những bài thuốc, một phần là có thể giúp quý bác anh chị và ông bà có thể chữa bệnh, một phần thì sẽ giúp cháu là có thêm kinh phí để đi lại các bác. Hôm nay thì cháu Trinh có giới thiệu một số gian hàng đặc sản rất là được ưa chuộng ở trên vùng cao các bác nhé. Những mặt hàng, những bài thuốc được các thầy thuốc ở trên vùng cao là hiện tại đang sử dụng để cứu chữa bệnh cho những người bị bệnh các bác nhé. Trước mặt của cháu Trình đây là một gói thuốc mà hiện tại cháu Trình đang bán ở trên kênh. Đây là bài thuốc A Ma Công của bác nhé. Thành phần chủ yếu là cây tơm trơn này, cây bổ máu, nấm linh chi, dâm dương hắc, cây huyết rồng, lá mắt gan, đằng sâm, hạt kỳ tử, thổ phục linh này, hạt chuối này, la hán quả và đỗ trọng. Công dụng là giúp chữa về đau xương khớp này, gai cuột sống này, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý và kém ăn kém ngủ, tê nhức mỏi, mồ hôi chân tay, bệnh gút. Bài thuốc này thì phù hợp với quý bác anh chị, những người lớn tuổi là hay bị bệnh gút này, bị đau lưng này, cô chú là đi làm việc nặng thì hay bị đau lưng ấy, thì uống bài thuốc này vào là rất là tốt. Còn đây là sản phẩm mà mật ong hoa bạc hà. Đây là sản phẩm chính ở trên cây mà cháu Trinh bán từ trước đến giờ, là gồm có hai loại mật ong chính mà cháu Trinh bán là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Chỉ có hai loại này thôi các bác nhé. Đấy, về cái chất lượng thì quý bác anh chị cũng đã mua hàng của cháu Trinh rất là nhiều rồi, và cũng được quý bác anh chị để lại những cái bình luận rất là tích cực. Để chống hàng giả thì cháu Trình có dán tem mác ở vỏ chai như thế này. Khi mà quý bác anh chị mang về thì quý bác anh chị gỡ cái miếng tem này ra, sau đó thì quý bác anh chị mở ra đây các bác. Đây, quý bác anh chị mở nắp ra. Đấy. Rồi quý bác anh chị có thể rót vào để trong cái cốc ấy để sử dụng. Đây, mật ong là rất là đặc sánh luôn này các bác. Mật ong hoa bạc hà với cả mật ong khoái rừng thì tương tự như nhau các bác nhé, về độ đặc sánh
thì mật ong khoái hay là bạc hà cũng rất là đặc sánh luôn. Những sản phẩm này thì giáo trình hoàn toàn là thu mua của bà con cũng như là mấy em nhỏ như là em Quân này, em hai anh em Hưng Thuận này cũng tự biết đi vào rừng kiếm, cho nên là giáo trình thu mua của các em để có thể là phụ giúp các em bán đấy các bác. Còn đây là sản phẩm lá mắt gan. Lá mắt gan thì có công dụng là giúp người bị men gan cao, suy gan, virus gan, viêm gan gấp và mãn tính, mỡ máu và gan nhiễm mỡ các bác nhé. Và người vàng nhật đấy, đều sử dụng cái sản phẩm lá mắt gan này là nó chuyên chữa các bệnh về gan các bác nhé. Quý bác anh chị uống là nước nó sẽ thơm nhẹ này, uống thanh mát và sử dụng thay nước lọc hàng ngày. Người bị bệnh thì có thể uống nước này để trị bệnh này, người bình thường cũng có thể uống nước này để phòng bệnh. Còn đây trên tay của cháu Trình đây là trà ở san tuyết cổ thụ, san tuyết cổ thụ ở trên vùng cao các bác nhé. Ngoài ra thì cháu Trình có miếng rong này, miếng rong đây là sợi nhỏ. Ngoài ra cháu Trình còn có miếng rong sợi to các bác nhé. Và chuối rừng này, đấy đây là chuối rừng. Nếu bác anh chị mua những mặt hàng như là mật ong này, nếu bác anh chị mua 2 lít mật ong khoái thì cháu Trình sẽ tặng cho quý bác anh chị một gói chuối rừng như thế này luôn các bác nhé. Chỉ cần quý bác anh chị mua 2 lít là cháu Trình sẽ tặng. Và hoặc là cháu Trình sẽ tặng một hộp viên nghệ sữa mật ong như thế này. Đây là dạng viên nghệ sữa mật ong mà cháu Trình có để bán ở trên kênh. Đây, nó sẽ thành dạng viên như thế này. Và đây là sự kết hợp bởi mật ong khoái và viên nghệ. Viên nghệ này thì các bác anh chị mang về là có thể ăn trực tiếp luôn. Đó. Ăn là rất là giòn luôn các bác. Đấy, trên đây là những cái sản phẩm mặt hàng của cháu Trình đang bày bán. Thì rất mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những cái gian hàng của cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.